À, sắp tới á là con quay cái phim 5 tập. Con sẽ mời má một vai, mà vai này vai ác nha. Tiền bạc. Tiền bạc. Tiền bạc gì trời, má con mà tính tiền quá à, kỳ quá à. Có má như nào mà lấy tiền của con chưa? Toàn là má cho con chờ thôi chứ đây. Quay đầu. Mày vô gì tao nói không làm gì kỳ cục gì vậy? Đâu có gì đâu con. Cơm trái rồi mà. Con gửi đó tới ăn rồi. Đảo mày. Đấy, tôi nói thiệt luôn á. Bà ơi, quá. Cái gì ăn? Đi chạy ra ngoài dán liền đi em. Bây giờ sao gọi được tao? Dạ ơi. Đi đây á. Hấp đàn đi về. Cái gì vậy? Rồi. Ủa đắp được không? Ê. Mày đừng dài mà đúng không? Chứ đúng không? Để cái răng này quay luôn được không? Được. Ấy nhìn giống như tiền nợ. Tại sao ông Đạt đi biết không ạ? Cái này sao Tuấn ơi? Hả? Mà gặp ông Đạt cái ông không dám. Nói cái máy đưa ra ngoài. Thôi, không muốn đâu. Chứ chẳng làm sao, dán lại quay. Đừng dán cái sách nha, đừng nghe nó mới kêu. Dạ, tôi biết rồi. Quay quay. Ai rửa răng nè. Xong, khán giả tắt. Dạ, quay. Đậu lại. Nhẹ đâu mà cho. Ý, anh Hương này rồi nè. Có này mua nhà. Có này mua nhà. Có này mà cũng bận rồi. Gửi xe tắt chút. Ừ. Người ơi, tại vì bé Trâm đang làm răng á, làm 4 cái. Có lợi với ai? Bé Trâm làm 4 cái, tại vì răng của bé Trâm bị hư á, bé Trâm làm 4 cái răng chứ không có làm hết hàm đâu. Mà làm có 4 cái mà tại vì cái nó đang bị viêm á cho nên không có được cắn thiệt. Ai ngờ đâu ăn cái cơm trái của má dùng nó cứng quá, nó rớt răng ra. Thì tại má đó, su bây giờ cũng đang quay rồi nó rớt làm sao. Nhanh lên, lát nó quay cảnh hùng với anh Đạt này rồi dính cái gai miệng ông đi. Đâu có em. Trời ơi. Giờ rồi mới hỏi gỗ nhà em mà. Bây giờ đang con trăng vậy sao quay? Lộn hai. Bây giờ đang con trăng tới thì đó. Nhanh lên, lên, lên. Cẩm ơi. Ra con trăng giờ đó ra lũng lỗ rồi sao quay? Giờ mới đợi cho nó nghỉ đi vô nhà mà. Trời khổ ghê vậy đó. Tao không kể gì. Nhật Bản quay được mà. Quay rồi rồi cái đang con vậy gắn vô lắp nước ra sao. Tao biết tao có nhiều tao có nhiều. 13 con 2. Má từng bị rớt răng như con chưa? Má rớt chưa? Má rớt rồi mà má thương lắm. Kỳ cái má rớt ở dưới đi quay cái xong nó rớt cái chỗ
ống cống sành nước đó mà hơi là cái chỗ nó sình á. Ai ông vậy? Mà con còn cái miếng răng chỗ khả còn má là bị súng luôn. Hồi đó là má cái răng giả một cây nó rớt hẳn luôn. Mò chờ tưởng không được, không biết sao quay nữa. Thật sự luôn. Lát kiếm được thì có cái cây gắn cho bệnh viện le. Cái bác phải lấy chỉ nó buộc vô cái chốt á để nó đẩy lên á.